À, anh sao quận nha chị. Trời ơi, tao đang bán ông vô chị lên phường đi rồi chị giải thích. Mua dây. Phương ơi Phương, cái bà này là bán với số ấy phải không Phương? Giờ anh đưa bà về quận trước nha. Thôi lên xe luôn đi chị ơi. Dạ. Đi về quận đi chị giải thích chị ơi. Phương, chụp hình đi. Đẹp gái ghê trời. Đó không? Lại mua rồi. Trời ai lọc ai nấy mua. À. Luôn gạt em nha, lợi dụng em chụp hình ổng mua. À. Há đẹp trai ghê vậy. Em ăn gì? Không. Anh mập ngồi thở tội nghiệp quá. Dắt người yêu vô ngồi. Đánh vợ mày đó xô mày vô á. Số băng thiếu gì? Thôi chút ăn. Số hết rồi hả? Đủ ế chứ. Số không? Chở người ơi, đừng ai mua vé số bà chút nha. Anh bị bà đây. Tâm quýnh nói gì á không? Có một bà tuột kêu nè anh. Bít 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 bít. Có bao nhiêu số thiếu không kìa không quài. Nghèo quá chú ơi. Lấy một tờ nữa. Tao gì nữa. Bóc đại đi. Gì ai bóc tu không nậu. Này như tờ chất 10.000. 15.000 hả? Lấy tờ. 5 tờ. Hỏi lại 50. 15.000 hả? Không 10.000 tờ. Đó mấy tờ anh yêu. Rồi. 10 tờ. Vậy. Chịu đếm hết đi, còn nhiều nó thầu nó mua hả kìa. Nè, 10 tờ nè. Đúng rồi. Ba đi coi thơm quá chịu cho nổi. Lắm mua hết kìa. Trời ơi, có cắt kìa. Ai vô kìa. Sao rồi, chứ coi khách mới vô kìa. Rồi, vô đi, gạch ca la vô nhà. Bạn đâu vô? Đó, có nhà chồng á. Số không? Đúng không? Trời ơi, giải trúng bà mới cho tiền. Trúng mới cho tiền đó. Ôi ơi, khạch ca la lại đó ngồi. Nhiêu hả? 3 tờ phải không? 30. Anh này mua dồi. Mua dồi không? Hỏi mua lại đi. Kêu chết đẹp gái quá kìa. Đúng rồi, khu vực thơm quá chứ rồi. Thơm kiểu đi nó lại gần hoài à. Nhớ em không? Ở nhớ nãy rồi. Đúng rồi. Trời ơi đẹp quá trời sao chịu nổi trời. Số không? Nhà mà đẻ chừng 3 đứa con gái tiền công á. Phi vốn bạn mình cưới nè. Em mình dán ống tiệm làm cái gì? Không, không nói được. Mua đi. Mua mẹ em đi. Anh quen em hồi nhỏ đó. Đó nữa hả? Có nậu số gì số bắn 12 giờ. Nè còn này nữa là xong. 5 tờ mới chửi á. Em đang vô uống hộ chị nè. Một đứa để tôi một cắt mở bây giờ. Đang vô uống chị nè. Trời bán hết cái số luôn rồi kìa. Bán hết không về nha chứ. Ngày nào cũng vậy bán hết hết trơn mà bán ơi. Đừng mua. Số 12 giờ bán. Mua hết cho bả về à. Để con nó bán nha. Chị thu lại đi chị. 12 giờ mới bán chị ơi. Đụng quỷ. Quá lắm hoàng có là gì? Giờ là ngưng bán cái. Bán cho bả về ngoài cho bả về. Em có nghe nói nhanh chị ơi. Tuột cái này xuống nè bán rồi để xin cho. Rồi có ai mua vé số mà chết. Bả ngay mua vé số bả chết nữa nha. 12 giờ bả về đi. 50. Dạ mua hết phải về sớm à. Về ngủ mày mà. Bây giờ đi theo bà lò tò luôn nè, bên kia người ta không mua vé số rồi luôn. Hỏi nhiều. Đúng 12 giờ mới người ta mới mua. Trời ơi, khỏi 500 à. Phú Quân. Để coi đủ không? Có không? Xạo quá. 1 2
ba. Ê, chụp liền, chụp liền. Mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. 4. Mấy rồi? Mới 3 hả? 3.3. Ba không? Cái bà này bán cái số giả là phải không? Ủa bà không? Nè, đưa lên phòng đi. Khoan. Dạ con nội. Ngàn đây mới đủ. Nè, mày đưa lại 30.000 nè. Đưa nhiều. À, anh sợ quận nha chị. Trời nội, bà đang bán ông vô chị lên phòng đi rồi chị giải thích. Ủa dây. Ba vô em gì? Em lo bả lên giùm cái. Lôi đâu ông nội? Điểm mà. Phường mấy số giả. Giả đâu ăn? Mấy ông quỷ. Sợ không? Anh đẹp trai nhớ em không? Nè, lên quận đi chị giải thích cho chị. Đi ông lên quận làm gì ông nội? Nè anh vô lên quận mấy cái số? Thôi má, khi không lên quận. Trời ơi, cái gì ai mà đập bể nồi niêu vậy? Trời ơi là trời. Anh ơi, được mua cái số của bà hả anh? Bán cái số của chúng đâu, số ế vậy? Mấy trời. Bán ngày nào hết sớm, mà đi về. Kệ ta, bán hết vẹn lẻ ngủ mày. Thằng quỷ. Anh nấu đen, tâm sự gì đặt say đắm nha. Hả? Lẹ ngủ với mày hả? Không về ngủ mày à? Quay sát được cái mặt của bà á. Ta lột báo ra hết à. Chập hoài dạ. Chập hoài dạ. Chập hoài. Lột đi. Đi toilet cũng còn vô chập nữa. Tùy ghê á. Sắp hết rồi hả? Gì chứ hả? Ừ. Ơi, qua bên kia kiếm khách nói kìa. Khách vô quá trời, không chịu mời mà. Giải kia kìa, chắc phải đi vòng vòng. Giải nào? Để qua bên kia. Đâu? Giờ lãnh thêm chậm trời cho gì chứ bán tiếp nha. Giờ lên công an phường bán hả? Công an phường ai đây? Nhớ em không? Mập nhớ em. Anh giữ kiếm bà nè. Kiếm tao không kì. Anh giữ đây. Kiếm hoài. Phương làm gì vậy? Anh mỏi gì vậy? Phương ơi Phương, cái bà này là bán cái số ấy phải không Phương? Giờ anh đưa bà về quận trước nha. Thôi lên xe luôn đi chị ơi. Đủ má bể con xà lông tao bây giờ. Thôi, giờ... Bể con xà lông tao bây giờ làm gì đâu bây giờ chị, dạ? Chị về quận đi chị giải thích chị ơi. Bán cái số giả. Ơi chị ơi chị, bây giờ là... Ba con mực lại kia ơi. Nuốt nước miếng nãy giờ gần chết rồi đó. Kêu anh xay con khô mực của bà đi. Anh xay con khô mực của em à. Bây giờ em phụ em lột ra anh xay đi ra à. Tính nè. Đi. Ra xe hơi gần. Rồi kêu đi xe liền. Đây đây bạn bạn anh bạn. Tôn 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 tôn. Ok. Nè, lên xe bạn anh luôn đi. Rồi lên xe luôn đi, ẩm lên xe luôn đi anh ơi. Xe này đi về quận gió lẹ. Rồi về quận luôn đi nè. Bán cái số. Thời gian vừa qua bán cái số, bán cái số lậu nè, chở bây giờ. Thôi mỗi nha. Đó. Rồi lên cái mỗi luôn đi. Đây à. Không xe đâu vậy? Còn 7 giờ. Mấy người đợt đợt. Đi đi chung. Em coi đậu xe đâu vậy bé? Mua đi. Bây giờ chị về quận đi rồi tôi tính với chị sao? Đi. Đi. Ta đi bán cái công về quận. Bà hủi tấm đất me của bà nè. Nhớ em không? Anh à, nhớ em không? Vợ đẹp mày, trai quá trời. Trời má ơi. Dữ lắm á nha. Nhỏ nào. Má này cái mồi muốn thích bắt mắng mấy bà. Dạ ta dữ lắm á. Phải không? Cho chế cái bàn 10 người luôn. Ok ok chị. 10 người. Bà đẹp nhớ em không? Trời ơi. Rồi nhớ luôn. Chớp bên này nè. Chớp bên bên nhỉ. Chớp bên này nè. Đúng rồi chớp. Còn 7 tờ bà làm cái gì vậy? Chớp bên này được chớp bên này. Đó đó. Nhất định. Mấy người không? Gì 7 tờ. Mấy tờ hả? Xuống xe lấy tờ đi. Chớp bên này. Hai đội chớp bên này lại nó mới đẹp. 7 tờ.
thứ sáu cuối tuần mà được rất là nhiều anh chị cô dì chú bác mình ở gần đó xa. Thôi vô trong đi, vô trong có máy lạnh kìa. Trong có máy lạnh á. Anh chị cô dì chú bác mình đã xem rất là đông luôn thì đã đến quán. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chúc cho cả nhà luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe. Có bà ăn không ông nội? Giấy gì mà giấy hoài vậy? Lan phế phường không phải là cầm hường. Đưa anh lên phường. Cái gì vậy má, đọc cái gì vậy? Lan phế phường. Lan phế phường, tầm này là tầm thường, đây mới là thiên đường. Đọc lại đi. Lan phế phường không phải là cầm hường. Đây mới là thiên đường. Đưa anh lên đường. Đưa bà lên đường đó bà nội. À, hết chưa? Còn bảy phần. Bữa nay cái túi đẹp quá vậy. Đẹp không? Ơi cái túi này giống của mình là làm. Hồi tối bảy á, bảy thằng đi vô sớm chi à? Ai? Mấy bà vẫn bồng thôi. Đúng rồi. Hôm qua bị dập con miệt miệt chưa? Khách hỏi kìa. Còn mấy tờ? Bảy tờ. Rồi giấy số còn bảy tờ. Rồi tặng cho mấy anh YouTube luôn đi ha. Cảm ơn. Cậu đánh nâu mất nha. Ông bảy đi. Cậu mấy anh quay. Không. Quay em bữa giờ tội nghiệp nè. Quay kệ nó. Đủ má cái đi toilet cũng rồi quay ai vậy? Bà hết rồi mà cho lại cho mấy ảnh này lì xì cho mấy ảnh đi. Ê, số tao là trời ơi. Ê, một chút nữa tôi đưa lại bà 20. 70 mà đưa 20. Mấy tờ? 7 tờ. Rồi chút tôi đưa bà 30, đó hên xui. Nè, vô ngồi đi bà đẹp, vô ngồi, vô ngồi. Vô ngồi đi. 7 tờ này sẽ tịch thu, em sẽ không cho bà ăn nữa. 8 người lận, xếp đi. Nếu mà không ai mua thì em mua. Đó. Bây giờ em giáo bộ, mua mi. Thầy chất ơi. Gì? Tụi con lấy 7 tờ giấy số đó tặng cho tụi con đó nha. Không biết là 7 thằng bay trả nợ nữa. Rồi vô nhà luôn Phi Nhung. Vô nhà đi, vô nhà có ghế xà lông nữa. Mở trận luôn. Ê, cho vô ngồi bàn trong đi. Chị chết hôm qua người ta hỏi nhớ em không? Ta hỏi của mình đẹp có bị giảm không? Không hả? Lấy ghế cho chị ngồi đi Quý Nhung. Vô chưa? Vô chưa? Rồi, đáng đỡ ghế vô. Bù đen. Bù đen. Ta kêu kìa. Cú đỏ á. Lại đánh lụ đít nó, còn cái đít nó bự rồi. Đây đi với mẹ nè con. Bà ngoại nè. Bà ngoại đưa cái bóp cho cháu ơi. Đây. Còn 7 tờ giấy số nha. Để bà ngoại lấy cái bóp bà ngoại nè. Đưa cho cháu ngoại nó đếm tiền. 500. Đổi nhiêu nữa? 500. Nãy giữ 7 tờ. Giữ vậy mà. Mày lấy ra 7 tờ đâu? Tôi đưa bà đại rồi, tôi đưa bà đại rồi. Nào đủ má. Rồi, có bà quay, hỏi bà quay đi má. Tôi đưa bà đại rõ ràng luôn. Trời ơi. Nè. Lỡ má con đi con. 2. Má con kìa. 400. Trừ 100 hôm bữa ăn luôn đi. Ăn cái gì? Hôm bữa thứ 3 bà nhớ bà nằm mơ. Bà thấy bà ăn 100 ngàn cái viên chiên tôi chưa lấy tiền bà. Không đi má. Má giờ khùng quá ăn hồi nào. Nằm mơ đó bà thấy bà. Còn 7 tờ số nha. 7 tờ vậy má. 7 tờ vô chưa?